Tăng một tin tức khác cho hay ứng cử viên Mexico bị bắn chết khi đang vận động tranh cử chức thị trưởng. Kính thưa quý vị, thứ năm ngày 14 tháng 5 vừa rồi, một ứng cử viên thị trưởng Mexico đã bị bắn chết trong khi đang vận động tranh cử tại bang Michoacán ở phía tây nước này. Ứng cử viên Henry Hernandez có mặt tại buổi vận động tranh cử thị trưởng của thành phố Durango bị kẻ lạ mặt ngồi trên một chiếc xe đang chạy nã một loạt đạn dồn dập. Ông này chết tại chỗ và vụ tấn công còn làm ba người khác bị thương. Hernandez là thành viên của đảng phong trào cấp tiến quốc gia thuộc cánh tả đối lập, còn được gọi là đảng Morena. Ông tham gia tổ chức cảnh vệ ở địa phương được thành lập để ngăn chặn hoạt động của các băng đảng ma túy trong vùng. Hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 5 vừa rồi, người ủng hộ cũng như nhân thân của Hernandez đã đặt hoa cùng với nến tại địa điểm gần nơi ông bị giết ở Zurekuagro, Hernandez là chính khách và là ứng cử viên thứ ba bị giết trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Để bầu các dân biểu Hạ viện Mexico cũng như ghế thống đốc và nhiều vị trí lãnh đạo chính quyền địa phương, tình hình an ninh bất ổn làm Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto Tình hình an ninh bất ổn đã làm Tổng thống Mexico lo lắng, trong khi đang cố gắng thực hiện nhiều biện pháp cải cách kinh tế và càng quét các băng đảng gây bạo động được cho là nguyên nhân làm thiệt mạng hơn 100.000 người trong vòng 7 năm qua.